Thành bắn nhà kia thì xe đó cứ thuê vô chỗ người ta phải cho người ta chạy. Như sometime khi mà mình defend á cũng khó đánh nữa. Tại gần giống như mình hết cái control rồi. Chưa có giỏi bằng mấy thằng giỏi. Là nó mở theo cái xe chỗ ở trong.